Bay bấm ơi, bay bấm. Vậy đây bay bấm. Bấm ơi, bấm à. Bấm 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 của mẹ ơi. Bấm 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 bấm. Em bé ngủ nướng ơi, 9 giờ sáng rồi kìa. Em bé ngủ nướng ơi. Vậy đây bấm. Bấm ơi. Bấm bấm đang xe ke cô chú ơi. Em muốn bấm bấm bấm. Em muốn bấm nhanh chi chi bấm ơi. Ôi trời ơi. Ôi đi đi ba mẹ bồng hả? Hay là em con đâu đây mày lấy em con cho. Đây nè em con nè. Em bấm nè. À ôm em đi. Không em mà. Ở em ôm em à. Ờ ôm em đi, ôm em đi. Ờ đúng rồi, ôm em đi bấm. Trời 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 ơi, đục ràng của mẹ. Đục ràng của mẹ nó đẩy á. Rồi rớt ơi. Rớt rớt em mày, rớt em mày nè. Ê, quay qua đây, quay qua đây. Quay qua đây, quay qua đây. Trời ơi, mới nổ đẩy cô chú ơi, không mày miếng đây. Trời ơi, thương má. Thương má đi thôi á. Mẹ thương em. Trời ơi, bà Sinh kìa, bà Sinh mà nói chuyện ngoài đó kìa. Ôi trời ơi em bấm ơi, em bấm à. À bấm 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 à. Good morning. Good morning baby. Em bấm 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 bấm. Trời ơi, em đây mới nấu đậy nè. Oh, sweetheart. I love you. How was your sleep? Con ngủ ngon không? Nói mẹ nghe coi. À, trái này bấm bấm ngủ ngon không? Bấm bấm. Mà xin gầm điện thoại nói chuyện với ngoại bà ngoại kìa trời. Bấm 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 để đồ ăn. Để đồ ăn. Để sống, để nước, để trái, để hù rồi nó. Con chịu. Ủa chứ mấy bữa gì đi con ở nhà con đâu có đụng tới cái bếp đút, con đâu có đụng tới cái gì. Con đâu có nấu ăn, nấu uống, con đâu có làm thì đưa điện thoại giùm con cái. Lấy con trái á thì chị nói một đây thì trái mông cỏ. Chắc con chay làm đó. Vệ sinh. Cái thềm nhà ở trong đó con thấy đi dính mỡ dính dầu không? Nguyên cái nhà luôn. Thì có gì vệ sinh lấy cái ấy rồi cái vệ sinh. Thì đó con đâu. Con chưa thử gì đi là con. Gì đi là con chưa làm gì hết. Mà quên mình đi mình biết chứ mình đi mình cái nhà nó rít rít cái chân mà dơ dơ mùi mỡ mùi dầu cái mình đi con bước vô là con bỏ dép ra con đi con thấy liền đó. Gì vậy? Là gì vậy? Em bé tỉnh tỉnh vậy rồi cô chú ơi. Em bé bụng 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 tỉnh rồi cô chú ơi. Em bé bụng. Tự nhiên cái mẹ đặt trong tay em bé bấm mà. Tự nhiên cái mẹ kia em bé bấm bấm mà. Không hài nhi đó. Yeah. Yeah. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Hay chưa? Chơi rồi, chơi đếm đi. 1 2 đi con. 2 đi. 2 3 4
bé bẩm ơi. Chung đó mẹ đi làm nha. Chúc mẹ đi làm nha bẩm. Trước khi mẹ đi làm mẹ tranh thủ quay em bẩm bẩm chút xíu mà cô chú à. Quay về chút xíu đi, chiều về mẹ khỏi có lu bu. Hả? Chiều về cái mẹ phải làm clip của mẹ, mất công mẹ lu bu rồi cái mẹ bận dữ lắm, không có thời gian chơi con. Giờ cái mẹ quay con trước. Mốt sáng đáng dậy sớm sớm chút nha. Dạ đi con. Sao? Nói sao nó không thích dậy sớm hả? Mốt dậy sớm đi tập gym đi. Trường má. Cô ơi cô chú, tối là em ngủ với em này nè, em unicorn này nè, đó là ngủ tối là hoặc là trưa hay là gì giờ nào đó trước khi ngủ là phải ôm em unicorn này, phải ngậm cái nấm vú, bắt cái quạt lên thổi phù phù cho cái mặt là bắt đầu là ngủ, hoặc là tối là ngồi nằm bắt chí cho ba, bắt chí vậy nè đó, bắt chí vai vậy nè đó. Rồi hai đi xuống đây hả, xuống đi ăn bơm mâm nha. Mâm mâm nha. Dạ bà xin lấy đồ cho con mâm mâm đi. Bây giờ con ăn cơm với thịt kho ha, con ăn cơm với canh. Hả, để bà xin đi lấy nè. Bà xin lấy cho con nè, ăn cơm với canh hay thịt kho? À đúng rồi. Đúng rồi, uống này không? Uống này không? Uống không? Rồi để im đó, để im đó, vậy mày dựng máy xuống. Rồi, à mẹ mới đi mua cái ly cái này gọi là cái này con biết gọi là gì không? Cái này gọi là Grande Double Chocolate Chip. À, nè uống nha, nè uống nha, nè thở xạo ho đi uống đó, uống không con nói đi, chocolate con nói sicula si nói đi si. Thôi bây giờ nè con nhiêu tuổi rồi, con nhiêu tuổi rồi, uống không con nhiêu tuổi rồi, con nhiêu tuổi, chay nhiêu tuổi, biết tên chay rồi, chay là giờ biết tên rồi, giờ bao nhiêu chay bao nhiêu tuổi? Thu gì mà thu, one nè uống đi. Oh. how is it taste, ngon không? Nè mày lấy vàng ra nè, mắt kiếm vàng nè. À nữa không? Nữa không? Cái đầu tóc nó xù không. Uống nữa nha. Cái này không phải cà phê, cái này là double, cái này là chocolate chứ không phải cà phê nha cô chú. Rồi. Ngon không? Rồi, uống. À, thôi nghỉ, uống nhiều đó được rồi, để còn ăn sáng nữa. Nghỉ. Đó, để coi bà xin em cho chay cái gì nha. À đây mẹ thương để mẹ đút cho con ăn nha. Mẹ đút cho con ăn nha. Wow. Ngon quá, nước nó miếng luôn tài. Đây xuống này lấy iPad coi. Lấy iPad rồi, đặt lên iPad đây. Rồi vậy dẫn iPad xuống đây để mẹ để đem giấu cái ly cà phê này chứ không thấy là nó đâu. Dẫn iPad xuống nha. Vậy đại ca Michigan. Đại ca Michigan là cái gì cũng phải đúng bài đúng bản hết á ha. Ăn cơm là phải coi iPad. À, còn ngủ là phải bắt chí ha. Rồi, the wheel on the bus. Rồi giờ chạy xuống chạy chọt phải con chú. Ôi tay rồi xuống chọt đi. Đây mày làm cơm cho ăn, đây mày đút cơm cho. Đây mày đút cơm cho. Đây. Từ từ rồi cái gì cũng như mà. Ê, thấy chưa? Mày nói là cứ từ từ. Đó. Trời ơi cái con chay này. Nó tao giọng cho một giọng quá. Nè. Thôi đó lượm ăn đi. Bóc lên ăn đi. Rồi đây. Ta thử là ngon không? Hả biển bự.
Hả mở ra, đúng rồi. Xa xa ra coi. Đứng im đàng hoàng đừng có nhón, không có cần nhón lên đâu. Ngon không? Ngon không? Ngon phải không? Cho cô chú coi cho chay nha. Nè cho cô chú miếng nè. Không hả, không hả? Ai nè ăn gì? Ha, mình ăn đi. Tham ăn lắm cô chú ơi. Đó là công chúa tham ăn mà. Công chúa tham ăn mà. Đó là em bụng 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 tham ăn mà. Cha biết chứ. Tum tum tum. Này xin. Con che xin chào cô chú đi, con hai cô chú đi. Hôm nay mẹ cho cô chú ăn à. Cho cô chú nha. Rồi ăn xong cái này cái mẹ cho con gì ta? Ăn xong cái này ăn sữa chua đi ha. Ăn xong này ăn sữa chua đi. Chú uống cái chai nhỏ nhỏ cũng được. Tại vì buổi sáng nó cũng ăn không có nhiều bằng buổi trưa phải không? Cái buổi mà cái giấc mà trưa nó ngủ dậy nó ăn nhiều hơn. Ăn chén cơm xong nó có thể ăn thêm một trái chuối nữa. Không phải trái chuối, nửa trái chuối lận. Nó trái chuối là quá. Làm gì vậy? Đứng lên. Đứng lên nè con. Không ăn, không đứng lên, mẹ cho cô chú ăn à. Mở cái miệng bự ra. Mình là công chúa tham ăn mà mình ăn mình phải mở cái miệng bự ra chứ. Kìa kìa, nhìn vô kìa, nhìn vô coi cái cạm dính hộp cơm nè. Cái cạm dính hộp cơm. Lấy đi, lấy hộp cơm đi. Lấy hộp cơm đi. Này, cạm dính hộp cơm nè. Đỡ, ăn luôn. Đúng rồi. Giỏi quá. If you really happy then clap your hands. Đó, cô chú qua chay nè. Chay kìa. Nhìn cô chú kìa. Ngồi. Hai mẹ con ngồi ngoài trời. Đó. Lên ghế ngồi mấy là mẹ không cho lên rồi nha. Kìa ba Bảo kìa. Ba Bảo đó. Ngồi đàng hoàng. Đi xuống đất là mẹ cho đi vô đó. Thôi em đó. Xuống là mẹ bồng vô nghe. Xuống là mẹ bồng vô. Không có được đi. Chỉ ngồi đây chơi với mẹ thôi chứ không có được đi. Điếm quanh Chu Chi đi. 1 2 3 nè. Chim. Rồi, chim. Con chim. Đúng rồi. Chim đang ăn sáng đó, giống như con vậy đó. Giống như con đang ăn sáng vậy đó trời. Má trời đẹp nè, nhưng mà không có nắng thôi ha. Beautiful like grandma. She thinks her grandma. Is that really her grandma? I think she's her grandma. It's Sen. What's her name? Sen. Sen? Yeah. She's not her grandma. Oh, she's her nanny. She's her nanny?
It's broken. Okay, that's all right. Look at her. She goes, it's still working. Like, oh my goodness. Oh, don't break. It's all right. It's a toy. Sometimes it gets broke. Oh, shake it. No, it's gone. All gone. It's gone. All gone. She's one and a half? Yes. She's probably the same age as Jack. Can you clap? I gotta get on the computer. Oh, where are you going, JD? Đừng đi con. Ra ngoài. Oops. Nó hát đượt cái là dây lên. One, two, three. Go for a boat. My name's Kathy. Hi, Kathy. Okay. Boop, 1, 2, 3, down. Ừ, bộ đồ giờ nãy giờ đi ngoài đường. Okay, careful. Mm-hmm. Want to sit with me? Huh? No. You don't want to sit with me? I'm gonna put your pills in here when I'm. She's driving. Come on. Oh my goodness sakes. Two girls on the couch. He's checking something. Oh, Tommy, come. Two girls on the couch. Come on. Can you need your bangs cut a little bit. Yeah, I think she's gonna knit her hair cut soon, but I don't know what style. See, I'm a cutie. I got cute hair too. She's beautiful. You say what? I have new hair too. You hungry? I had a beautiful. Oh, you have a coffee pot? Hey, he say, I'm gonna think about getting one. I'm like, why did you think about that style now? He say, I don't know. It's so nice. It's a good way to start the day. Yeah, he say it's relaxing. Yeah. Whoa. And you know, that might be the only time truly throughout the day that it's just peaceful and beautiful and you have it to yourself, you know what I mean? Yeah, we are in a really good area. So does she get up early too? No. She get up at like 9 or 10. Good. Yes, but she go to bed at 11:30 or 12. That's when she go to bed, yes. Yeah. That's funny, she's a late bird like me, huh? She is. And a shirt and some shoes. There's a mama, look here. Oh, a kitty cat. He says, meow. Oh, yeah. She says, meow. Oh, that was good, huh? Meow, can you say meow, meow? There's two. See that one over there? She like books? Ooh. Yes, she does. She likes looking at things. Yeah. 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 Sweet. Oh, food. It knows that when you turn the page, it's really short for her. Look at, he's in the water. Oh, look at this. He's so cute. Such a food book. Like looking at that magazine. Checking it out.
Yeah, what's that? What's that? This is just nothing.